Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 9 trong giáo trình Shin Kansen Master ngữ pháp N3. Bài 9 có chủ đề là Nani nani to nozomu. Thì như các bạn đã biết là động từ nozomu, nozomimasu, nó giống như động từ kiboshimasu, có nghĩa là kỳ vọng, mong chờ điều gì đó, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ học những mẫu câu diễn tả cái sự mong chờ, cái sự mong đợi việc gì đó, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ đi vào mẫu câu đầu tiên. Te moraitai, te itadakitai và te hoshi. Thì nếu các bạn còn nhớ là ngày trước chúng ta học ở trong phần N5, đấy là ngữ pháp về hoshi, đúng không? Ngữ pháp về hoshi đó là đằng trước sẽ là danh từ, trợ từ ga, và hoshi có nghĩa là gì nhỉ? Muốn có một cái gì đó, muốn sở hữu một cái gì đó, đúng không? Ví dụ như là chúng ta muốn có nhiều tiền, đúng không nhỉ? Sẽ nói là gì đấy? À, takusan no okane ga hoshi, đúng không nhỉ? Takusan no okane ga hoshi desu, là tôi muốn có nhiều tiền này. Kodomo ga hoshi desu, tôi muốn có con này. Koibito ga hoshi desu, tôi muốn có người yêu, đúng không? Atarashii ie ga hoshi desu, tôi muốn có nhà mới. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta được học ở trong phần gì nhỉ? Ở trong phần sơ cấp. Và nếu như để thể hiện cái việc mà các bạn muốn làm gì thì các bạn sẽ sử dụng ngữ pháp gì? Các bạn sẽ sử dụng ngữ pháp vetai, đúng không? Ví dụ như là oishi ryōri o tabetai, đúng không nhỉ? Hoặc là các bạn có thể thay bằng trợ từ ga nhé. Oishi ryōri ga tabetai, tức là tôi muốn ăn đồ gì đây nhỉ? Tôi muốn ăn đồ ăn ngon. Vậy thì bây giờ đặt ra vấn đề là nếu mà chúng ta muốn người khác làm gì cho chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu như thế nào? Thì chính là cái mẫu câu ngày hôm nay chúng ta học. Chẳng hạn như đây, chúng ta bảo là chúng ta muốn một ai đó nấu cơm, nấu những bữa cơm ngon cho chúng ta ăn, đúng không? Chúng ta sẽ nói là dareka ni oishi ryōri o tsukutte hoshii. Dareka ni oishi ryōri o tsukutte hoshii có nghĩa là tôi muốn một ai đó nấu cho tôi những cái bữa ăn ngon, đúng không? Đấy. Nấu cho tôi những món ăn ngon. Hoặc nhá. Watashi to tomo ni dareka ni komatta toki o sugoshite hoshii, là tôi muốn ai đó, đúng nhỉ? Cùng trải qua, đúng không? Đây là động từ sugoshu. Đây là động từ sugoshu, có nghĩa là trải qua. À, tôi muốn một ai đó ấy cùng trải qua cái gì nhỉ? Cái komata toki, cái thời gian khó, cái lúc khó khăn với tôi. Đây là tomo nhé. Tomo ni thì nó giống như là chúng ta sẽ có từ tomo ni. Nó sẽ giống như là isho ni. Thế nhưng mà nó nhấn mạnh cái sắc thái gọi là tình cảm, cảm xúc cao hơn là cái từ ishoni này. Ishoni nó tượng trưng cho cái việc mà ở bên cạnh nhau ấy. Còn nếu mà nhấn mạnh cái sắc thái tình cảm, cảm xúc sẽ dùng cái chữ tomoni này, chữ cộng này. Đấy, thì câu này có nghĩa là tôi muốn một ai đó cùng trải qua cái quãng thời gian khó với tôi. Hoặc là gì đây nhỉ? À, chúng ta có động từ hanasu. Hanasu là buông, chữ ly. Và tôi mong muốn là đừng có buông tay tôi ra, đúng nhỉ? Thì sẽ nói là te o hanasanai de hoshi, đúng nhỉ? Vậy thì mẫu câu này nghĩa là gì? Nghĩa là mình muốn ai đó làm một việc gì đó, hoặc mình muốn ai đó không làm một việc gì đó. Ví dụ như cái trường hợp đây, đúng không? Là mình muốn ai đó làm gì này. Đây cũng là mình muốn ai đó làm gì. Còn trường hợp là chia dạng gì nhỉ? Nai de cộng với hoshi thì là muốn ai đó đừng làm gì, không làm gì. Cách chia mẫu câu này như sau. Đầu tiên, đối với dạng khẳng định, các bạn sẽ chia động từ thể te. Động từ thể te cộng với moraitai, itadakitai hoặc là hoshi nhá. Động từ thể te này chia sang moraitai, itadakitai và hoshi. Đối với dạng phủ định là mong muốn ai đó đừng làm gì, các bạn có hai cách. Một, các bạn chia phần động từ đằng trước, sẽ động từ chia thể nai de, ve nai de cộng với moraitai, itadakitai và hoshi. Cách thứ hai, các bạn sẽ chia ở phần đằng sau, động từ vẫn giữ nguyên là thể te. Ví dụ ve te moraitaku nai, đúng nhỉ? Chúng ta có mấy cái tính từ, mấy cái động từ thể tai ấy, thì nó có tính chất như tính từ đuôi y, vậy thì bỏ y thêm ku nai, đúng không? Ve te moraitaku nai này, ve te itadakitaku nai và ve te hoshiku nai. Đấy là cách chia nhá. Đối với lại trường hợp đầu tiên ấy thì là gì nhỉ? Là muốn ai đó làm gì
ở dạng khẳng định. Đây, cái dòng đầu tiên là muốn ai làm V. Còn cái gì nhỉ? Còn cái dòng số 2 và số 3 là xuất hiện dạng phủ định là gì đấy? Muốn ai không làm V. Đấy. Cái ngữ pháp của bài số 9, số 10, số 11 ấy thì nó tương đối dễ so với những bài trước. Tại vì nhiều cái là chúng ta đã từng học rồi, hoặc là cái dạng ngữ pháp nó không quá phức tạp. Đấy, cũng rất là may đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta sang phần cách sử dụng nhá. Tsukaikata. Mẫu câu này này, dùng để diễn tả việc muốn ai đó làm hay là không làm một việc gì đó. Muốn ai đó làm này, hoặc là không làm một việc gì đó. Nếu dùng để nói trực tiếp với đối phương ấy thì sẽ là dạng đề nghị nhẹ nhàng hơn so với VT kudasai và V naide kudasai. Tức là bình thường mình có thể dùng cái ngữ pháp T kudasai để nói với đối phương đúng không? Đấy. Thế nhưng mà nó mang tính chất là hơi gọi là hơi áp đặt, hơi cao một chút, thì để hạ bớt nó xuống thì chúng ta có thể dùng cái dạng là T moraitai, T hoshi hoặc là T itadakitai nhá. Đấy, ví dụ như là khi mà nói là muốn 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 ai đó xem cho mình cái gì đó, ví dụ như là muốn đứa bạn nó xem hộ mình cái bài sakubun đúng không nhỉ, mình mà nói là chotto sakubun o mite kudasai đúng không, hãy xem cái bài này cho tôi, thì nghe nó hơi hơi bị áp đặt và ra lệnh, thì mình sẽ nói cái dạng lịch sự hơn là gì nhỉ, chotto sakubun o mite moraitai đúng không nhỉ, moraitai no desu chẳng hạn. Đấy, tiếp theo này, dạng phủ định của mẫu câu mang nghĩa là muốn ai đó không làm có thể chia dạng phủ định ở phần động từ hoặc phần đuôi. Đây chính là cái dạng chúng ta chia đây. Ở đây là dạng gì đấy nhỉ? Đây là chia ở phần động từ và đây là ở phần đuôi nhá. Trong ba mẫu câu te moraitai, te itadakitai và te hoshi thì lịch sự nhất và mang tính trang trọng nhất là te itadakitai. Và cái này sẽ không dùng cho người trong gia đình, bởi vì cái động từ itadaku là gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ của moraự đúng không? Vậy thì khiêm nhường ngữ không thể dùng trong người trong gia đình với nhau được. Tiếp theo là te moraitai và phổ biến nhất là te hoshi nhá. Tóm lại là phổ biến nhất là te hoshi, xong đến te moraitai và đến te itadakitai. Thế nhưng mà theo thứ tự thì te itadakitai sẽ lịch sự nhất, tiếp theo là te moraitai và cuối cùng là te hoshi. Đấy là cái cách sử dụng của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem các ví dụ trong bài. Câu đầu tiên này. Kyō wa shigoto ga takusan aru. Dareka ni tetsudatte hoshi là gì nhỉ? Hôm nay nhiều việc quá, muốn ai đó giúp đúng nhỉ? Muốn ai đó giúp mình, thì các bạn lưu ý là cái đối phương giúp mình sẽ là trợ từ ni. Đấy, trợ từ ni nhá. Rakusei-san ni yoku benkyō shite moraitai là tôi muốn các học sinh học chăm chỉ hơn đúng không nhỉ? Tôi muốn các học sinh chăm chỉ hơn, thì cái đối tượng đứng trước trợ từ ni này sẽ là đối tượng mà làm hành vi này. Tôi muốn học sinh chăm chỉ hơn. Câu số 3. Minna ni watashi no machi ni. Xin lỗi. Minna ni watashi no machi ni tsuite shite itadakitai. Tôi muốn mọi người biết về thành phố của tôi hơn nữa, đúng không nhỉ? Ima kara kanojo to hanasanai de hoshin dakedo là gì nhỉ? Là từ giờ trở đi ấy, thì em mong anh đừng có nói chuyện với cô ta nữa. Ngoài cách này có thể nói dưới dạng là gì đấy? Bỏ cái đằng trước chúng ta chia thể T, đằng sau chia để dạng phủ định đúng không? Ví dụ như đây sẽ là gì nhỉ? Ima kara kanojo to hanashite hoshiku nai đúng không? Đấy, thì cũng là đồng nghĩa nhá. Hay là câu 5 này. Kono hanashi wa dare ni mo itte hoshiku nai. Chuyện này ấy, đúng nhỉ? Kono hanashi, câu chuyện này thì tôi muốn cậu đúng không nhỉ? Đừng có nói với ai cả. Đấy. Đừng có nói với ai cả. Thì ở đây người ta sẽ chia cái động từ thể phủ định ở đâu? Ở sau. Cái này thực ra có thể chia dưới dạng khác là iwanai de hoshi đúng không nhỉ? Iwanai de hoshi. Đấy, đấy là cái mẫu câu đầu tiên của chúng ta. Nó dùng để làm gì nhỉ? Để bày tỏ cái mong muốn ai đó làm hay không làm cái việc gì cho mình, đúng không? Ai đó làm hay làm mà không làm việc gì. Tiếp theo, chúng ta sang mẫu câu số 2 là hoàn toàn ngược lại với nó. Đấy là mẫu sasete moraitai, sasete itadakitai hay là sasete hoshi. Thì nếu như dạng te moraitai, te itadakitai và te hoshi là mình muốn làm gì đó, thì sasete moraitai, sasete itadakitai
Sasete hoshi là mình muốn được ai đó gì nhỉ? Cho phép mình làm gì, đúng không? Mình muốn nhận cái sự cho phép làm gì từ ai đó, chứ không phải là mình muốn ai đó làm gì như ở cái phần 1 chúng ta vừa học. Ví dụ như là gì đây nhỉ? Bố nó bắt nó học đúng không? Nó bảo là gì nhỉ? Tsukareta mo benkyo sasenai de hoshin dakedo, là gì nhỉ? Con mệt rồi đúng nhỉ? Bố đừng bắt con học nữa được không? Đấy. Và bố nó đưa ra cái trường hợp là à, benkyo shinai nara, nếu mày không học ấy thì cho mày đi làm cái này nhá. Chúng ta sẽ có cái câu đấy là như nào đấy, atsukareta mo benkyo sasenai de hoshin dakedo, đúng nhỉ? Con mệt rồi, đừng bắt con học nữa, đúng không? Ý nghĩa của mỗi câu này như sau, đấy là muốn người khác cho phép mình làm hoặc là không bắt mình làm gì. Muốn người khác cho phép mình làm gì hoặc là không bắt mình làm gì trong trường hợp là câu phủ định. Cách chia này, đầu tiên là dạng khẳng định, chúng ta sẽ có là động từ chia thể sai khiến, xong là chia thể t đúng nhỉ, cộng với hoshi, moraitai hoặc là itadakitai. Đây là dạng gì đấy? Dạng khẳng định là gì nhỉ? Muốn ai đó cho làm v đúng nhỉ, muốn ai đó cho mình làm gì đó nhá. Dạng khẳng định tiếp theo, hai dạng dưới nó cũng giống hệt như là cái te hoshi, te moraitai hay là te itadakitai ấy. Nó cũng có thể chia ở đầu hoặc là chia ở phần động từ hoặc là chia ở phần sau. Đó là ve sasenai de hoshi, ve sasenai de moraitai, ve sasenai de itadakitai, ve sasete hoshi kunai, ve sasete moraita kunai. Cái này sửa lại một chút nhá, đây là takunai, phủ định mà đúng không? Kunai này. Và đây cũng là takunai. Đấy, thì trong trường hợp phủ định ấy thì mẫu câu này nó mang nghĩa là đừng bắt tôi làm gì. Đừng bắt tôi làm gì. Đừng bắt tôi làm V nhá. Ví dụ đây là động từ học là benkyo suru đúng nhỉ? Là học, vậy thì benkyo sasenai de hoshi là đừng có bắt tôi học đúng không? Vậy bây giờ chúng ta xem cách sử dụng của mẫu câu này này. Thì mẫu câu này nó lại ngược lại hoàn toàn với mẫu VT Moraitai. Nếu như VT Moraitai là mong muốn đối phương làm V, thì mẫu V Sasete Moraitai là dùng khi bản thân mong muốn ai đó cho phép mình làm việc gì đó. Mong muốn ai đó cho phép mình làm. Đúng nhỉ? Tóm lại là hành động V này sẽ là hành động của mình. Nếu mà phân tích, gọi là phân tích dịch theo từ theo ngữ ấy, thì V xà CT là đây là thể sai khiến là cho làm đúng không? Moraitai là nhận, lấy đặc trưng từ lấy đại diện là moraitai nhé. Tôi muốn nhận cái việc cho làm V đúng không? Tôi muốn nhận được cái việc cho phép làm V thì tôi sẽ là người làm V. Đấy. Còn nếu như là VT này, tôi muốn nhận cái việc làm V từ anh, vậy thì người làm V sẽ là người khác đúng không? Vậy thì cái này chúng ta đã được ôn ở trong phần nghe hiểu rồi đúng nhỉ? Cái trong trường này người 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 làm sẽ là ai? Sẽ là người nghe đúng không? Kiku Hito. Đấy, cái này chúng ta luyện ở trong phần nghe hiểu chán rồi đúng nhỉ? Còn cái này sẽ là ai nhỉ? Hanasu Hito đúng không? Người nói. Người nói làm. Nó suru. Cái này thì người làm V sẽ là người nghe. Trong trường phủ định ấy thì nó mang nghĩa là đừng bắt mình phải làm gì. Thông thường là thể hiện cái sự gì nhỉ? Không mong muốn, khó chịu, không muốn làm điều gì đó nhá. Trong trường phủ định ấy. Có thể sử dụng trực tiếp nói với đối phương và biểu thị ý muốn gián tiếp, thì cái này tương tự như là gì đây? Cái này tương tự như là tehoshi ở phần trên. Tiếp theo này, độ phổ biến giảm dần, độ lịch sự trang trọng tăng dần theo chiều từ hoshi, moraitai và itadakitai, tức là hoshi là phổ biến nhất, xong đến moraitai, xong đến itadakitai, thế nhưng độ lịch sự cũng tăng dần, lớn nhất là itadakitai, giảm xuống moraitai và hoshi. Đấy là cái cách sử dụng của những cái này. Vậy bây giờ chúng ta xem phần rebun, phần cách dùng nhá. Về phần câu ví dụ này, câu đầu tiên, kyo yoji ga arimasu no de tai sotai sasete itadakitai desu ga, là gì nhỉ? À,
Hôm nay vì có chút công chuyện nên tôi mong muốn được cho về sớm, đúng không? Các bạn được học một cái ngữ pháp đấy là te itadakimasen ka hoặc là te kudasai masen ka, thì nó cũng tương tự như vậy, đúng nhỉ? Nhưng nó mang tính chất lịch sự hơn là cái dạng này nhá. Chúng ta cũng không cần phải phân biệt những cái đấy làm gì cả. Chúng ta chỉ cần gọi là chúng ta nhớ được cái cách sử dụng để trong thực tế chúng ta dùng thôi. Thì câu này nghĩa là hôm nay vì có chút công chuyện nên tôi mong muốn được cho về sớm. Cái từ từ này là từ đọc là gì nhỉ? Đọc là sotai. Thì bằng từ gì? Bằng hayaku kaeru, về sớm. Tiếp theo câu số 2 này. Kimi no yasashii koe o kikasete hoshii. Đây là yasashii, có nghĩa là dịu dàng, dịu hiền. À, anh muốn em cho anh nghe đúng không nhỉ? Đấy. Anh muốn em cho anh nghe, vậy thì người nghe là sẽ là mình đúng không nhỉ? Anh muốn em cho anh nghe cái giọng nói dịu dàng ấy của em. Các bạn là nam có thể học tập đúng nhỉ để có được người yêu đúng không? Câu số 3 này. Kasan mo tsukareta, benkyou sasenai de hoshii là gì nhỉ? À, mẹ con mệt rồi, đừng có bắt con học nữa nhá. Ngoài cái dạng nói là benkyou sasenai de hoshii, mình có thể nói là xin lỗi, benkyou sasete hoshiku nai đúng không? Có thể thay đổi đi một chút là gì nhỉ? Benkyou sasete hoshiku nai. Đấy. Đấy là cái cách sử dụng của hai mẫu câu đầu tiên của chúng ta nhé. Bài này thì nó tương đối ngắn, nó không có dài như những bài trước. Tại vì thứ nhất là mẫu câu nó cũng không có phải là không quá phức tạp, đúng nhỉ? Dùng thì nó cố định là như vậy rồi, chúng ta cứ vậy chúng ta học thôi. Tiếp theo, mẫu câu số 3. Toi, bai và tarai. Toi, bai và tarai. Nó chia làm hai trường hợp là A và B, đúng không? Đấy. Ví dụ này, tôi rất là hâm mộ bạn này đúng không, và tôi muốn là một ngày nào đó tôi có thể gặp được bạn này, thì tôi có thể nói ra cái câu ước là gì nhỉ? À, ước gì một ngày nào đó mình có thể gặp bạn ấy đúng không, hoặc là ước gì một lúc nào đó mình có thể gặp cậu ấy. Thì trong trường hợp đấy mình sẽ nói như thế nào đây? Mình sẽ nói là kare to aeru to ii na, đúng nhỉ? Giá mà có thể gặp được cậu ấy thì tốt biết bao, đúng nhỉ? Kare to aeba ii na, đúng nhỉ? Hay là kareto aetaraina. Thế nhưng nếu mà chúng ta nói là kareto autoina thì lại là sai. Tại sao sai thì chúng ta sẽ xét nhá. Đấy, giá mà có thể gặp được cậu ấy đúng nhỉ? Mong là có thể gặp được cậu ấy, thể hiện cái điều ước của mình, điều mong muốn của mình. Hoặc này, trường phái lãng mạn đúng không? Nói là ashita kobito to asobi ni iku, tức là ngày mai ấy, tôi đi chơi với người yêu. Ame nga hureba ina là mong là trời mưa đúng nhỉ? Hoặc là giá mà trời mưa thì tốt để có thể được cùng với người yêu ở dưới cái ô đi dạo phố như này đúng không? Đấy, đấy là trường phái gọi là trường phái lãng mạn đến mức hơi dở hơi ấy đúng nhỉ? Hoặc là có thể thay đổi một chút là gì đây? Ame nga futaraina hay là ame nga furutoina. Đấy, đây là trường phái đầu tiên nhá. Trường phái thứ hai này. Trường phái là không phải thích mưa mà là thích ngắm sao. Sẽ nói là Konban, nagare boshi o nagameru yakusoku arun da. Ame ga furanai to ii. À, ở đây chúng ta có, đây là chữ nagare. Nagare boshi có nghĩa là sao băng. Đây là nagameru là ngắm, yakusoku là lời hẹn, lời hứa. À, tối nay có gì nhỉ? Có cuộc hẹn ngắm sao băng với bạn ấy đúng không? Với em ấy, với anh ấy. Ame ga furanai to ii, mong là trời đừng có mưa đúng nhỉ? Trên này thì mong là trời mưa, còn dưới này này là mong trời đừng có mưa nhá. Đấy. Hay là ame ga furanakereba ii, ame ga furanakatara ii, đều mang tính chất tương tự giống nhau. Vậy bây giờ chúng ta đi vào cái phần ý nghĩa và cách dùng của nó này. Ý nghĩa của mẫu câu này là ước gì, mong là. Về cách chia thì nó hơi bị phức tạp một chút, các bạn quan sát này. Đó là chúng ta sẽ chia thể genzaike, thể hiện tại, cộng với to i, được chưa? Thể hiện tại đầu tiên ấy, đi với to ấy sẽ là futsuke nhưng chỉ ở thì hiện tại nhé, cộng với i. Như vậy các bạn sẽ có gì nhỉ? Động từ đúng không? Động từ sẽ là veru to i, được chưa? Động từ thể nai sẽ là venai to i đúng không?
Tính từ đuôi na sẽ là gì đây? A. A gì nhỉ? A đà tô y, đúng chưa? Tính từ đuôi y trước cho dễ nhỉ. A y nhá, có y cộng với gì nhỉ? Tô y này. Ana đúng không? Ana thì mình sẽ không có na mà sẽ biến nó thành đà bởi vì phải thể phụ sức kê mà. Cộng với lại gì nhỉ? Đà tô y đúng không nhỉ? Rồi thì gì nhỉ? Danh từ cộng với đà tô y. Đấy, đấy là cái ước dùng tô y. Thì các bạn sẽ chia ở thể phụ sức kê, thể thông thường mà ở dạng hiện tại là như vậy. Sẽ không có dạng quá khứ nhá, không có về tà tô y không có đâu, chỉ có dạng thể hiện tại thôi. Về rự về nai này, ai này, ana thành đà này, n đà tô y đấy. Tiếp theo đối với lại dạng điều kiện thể bà, cái này chúng ta có ba cách mà đúng không? Đầu tiên là tô y này, bà y và tà đà y, thì như vậy chúng ta sẽ xét từng cái một. Ví dụ ở đây này sẽ nêu ví dụ thêm cho các bạn một chút ở cái phần lát nữa ở dưới đây chúng ta sẽ nói nhá. Chúng ta sẽ chia động từ thể bà, thể điều kiện cộng với y này, về bà y. Vena kere bà y là dạng mong muốn là không có điều gì xảy ra đúng không? A kere bà y, A xin lỗi, V gì nhỉ? Đây là A chứ. Cái này không phải là V nhá, đây là A. A y. À, tại sao cái này, tại sao cái đằng dưới nó lại dài như vậy? Chính là bởi vì nó chia rõ ra từng trường hợp đấy. Ví dụ như câu trên nó nói chung chung là gì nhỉ? Là thì hiện tại ở ở thể thông thường nó không viết là v rự v nai a i ana gì cả, nhưng ở dưới ấy, nó viết rõ ra thì chính là gì đây nhỉ? Chính là cái cách mà nó triển khai ra nên nó mới dài như thế này các bạn nhé. Tính từ đuôi y này sẽ là a i cộng với kề đề bà, a i bỏ y thêm kề đề bà cộng với đuôi y đúng không nhỉ? À, trường hợp phủ định sẽ là gì nhỉ? Kuna kề đề bà. Tính từ đuôi na sẽ là ad na kề đề bà và nd na kề đề bà nếu là dạng phủ định. Và trường hợp gì nhỉ? Trường hợp nữa là chúng ta chia dưới dạng tara đúng không? Thì khi đấy chúng ta sẽ chia ở thể futsuke nhưng ở dạng quá khứ cộng với đà. Ví dụ này, các bạn có v tà đúng không? V tà sẽ cộng với gì nhỉ? Dai này, được chưa? V gì nhỉ? V na katara y. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta cộng với thể quá khứ mà, là vena katara cộng cộng với y nhá. Cái phần này bị thiếu mất chữ y đúng nhỉ? Không phải là cộng với chữ ra đâu mà cộng cộng với lại ra y. Gì nữa? AI đúng không nhỉ? AI sẽ chia là katara a katara y đúng không? Danh tính tính từ đuôi na sẽ là gì nhỉ? Datara y. Và gì nhỉ? N Datara y. Đấy, đấy là cái cách chia của người ta. Vậy bây giờ các bạn sẽ xem phần cách sử dụng này. Cái này thì thực ra là các bạn có thể các bạn vẫn còn chưa hiểu lắm từng cái câu trong đấy, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ xét ở phần ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Mẫu câu này ấy, diễn tả nguyện vọng mong muốn được như thế. Mong muốn được như thế. Và những mong muốn này đều có khả năng trở thành hiện thực. Tức là trong tương lai nó đều có khả năng trở thành hiện thực. Nó khác với câu ước trong quá khứ đã học ở bài 6. Ở bài 6 chúng ta học câu ước trong quá khứ là ước gì đúng nhỉ? Ví dụ này. Gì đây? Gakusei jidai đúng không nhỉ? Gakusei jidai. Moto benkyo shitara đúng không? Daigaku ni đúng không nhỉ? Hai hai re na xin lỗi, hai re ta no ni. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Cái thời sinh viên ấy, nếu mà mình học chăm chỉ hơn thì mình đã có thể vào được đại học rồi, đúng không?
mình đã có thể vào được đại học rồi, thì bây giờ mình đang không được vào đại học và mình hồi tưởng lại trong quá khứ mình ước như vậy, thế nhưng mà mọi thứ đều khác. Quá khứ mình không có học, bây giờ mình cũng không vào được trường đấy nhá. Quá khứ và hiện tại đều khác, đều đều không không đúng những gì mình mong muốn như thế đấy, mà chỉ là mình quay lại quá khứ thôi, không thể thay đổi được nữa. Thế nhưng câu này nó lại sẽ khác này. Ví dụ này, Ashita Daigaku gì nhỉ? Ichiban đi, Ichiban Daiji na Shiken đã nè, đúng nhỉ? À, ngày mai ấy là cái kỳ thi quan trọng nhất rồi, đúng không? Daigaku ni haireru toi na. À, mong là mình có thể vào được đại học. Thì cái trường hợp này ấy là nó chưa xảy ra và cái điều mình mong muốn này nó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực được, đúng không? Đấy, đấy là cái gì nhỉ? Cái khác nhau giữa cái ước trong quá khứ và ước trong hiện tại là như vậy nhá. Tiếp theo này. Phía trước tôi, ta đây hay là bà ấy không dùng động từ diễn tả ý chí của người nói. Do vậy, nếu là động từ thì thường ở dạng khả năng hoặc tự động từ trạng thái. Đây chúng ta quay lại ở phần ví dụ. Ví dụ này đây, động từ gặp của chúng ta là động từ a ự, đúng không nhỉ? Động từ gặp. Thì nói là mong là tôi gặp Sơn Tùng, đúng không? Tôi gặp anh ấy. Thì chúng ta sẽ nói là tại sao không nói là ka de to a ự to ina, bởi vì là cái a ự đây là động từ mang tính chất ý chí, đúng không? Đấy, không thể nào mà dùng được. Do vậy chúng ta phải chia dạng gì đây? Dạng khả năng là ae ự này. Đấy, ae bà thì chính là dạng 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 thể điều kiện của động từ khả năng ae ự thôi. Ae ta đã cũng thế nhá. Chúng ta phải biến nó về thể khả năng để mất đi tính ý chí này. Hoặc các bạn nhìn thấy này. A mê ngã phư đề bà. Động từ phư rự là động từ rơi, dùng cho hiện tượng tự nhiên thì không mang tính chất ý chí, đúng không? Đấy, trong trường hợp là dùng động từ ấy thì đằng trước sẽ thường phải là động từ thể khả năng hoặc là tự động từ trạng thái nhá. Cái này cũng là cái quan trọng này. Không dùng động từ diễn tả ý chí, được chưa? Thường là dạng khả năng hoặc là tự động từ trạng thái. Đấy là cái chúng ta lưu ý nếu mà muốn dùng cái dạng này. Mẫu câu này được dùng khá là nhiều trong đời sống và đuôi nó thường có các dạng như là na, rất là hay có cái từ na, no da kedo và no ni nhá, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem một số câu ở trong này này. Ví dụ này, kaze hi chatta, hayaku hayaku yokunaru to in da kedo là gì nhỉ? Cảm mất rồi. Mong là, đúng không nhỉ? Mong là chóng khỏi. Thì cái này ngoài tôi này chúng ta phải thay bằng gì đấy? Nareba, đúng không? Nareba y này hoặc là gì nhỉ? Hoặc natarai đều giống như thế hết. Câu số 2 nhá. N sang ni go kaku deki tara i na là gì đây nhỉ? Mong là có thể đỗ được N3. Thì những điều này đều hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không? Chúng ta sẽ biến có thể dạng khác là gì nhỉ? Không phải là dekitara mà dekiruto i này hay là gì nhỉ? Dekireba i. Đấy. Các bạn thấy đây là dạng động từ khả năng, đây là yokunaru là trở nên tốt, là một động từ diễn tả trạng thái, đúng không? Không có tính ý chí. Câu 3. Okyuryo ga 30 man e moraereba i no ni. Ước gì có thể nhận được mức lương 30 man, đúng nhỉ? Động từ gốc là động từ mora ự là nhận có ý chí, nhưng mà người ta chia dạng là mora eru, đúng nhỉ? Mora eru là động từ khả năng là có thể nhận, thì dạng điều kiện sẽ là moraereba. Đấy. Cái này có thể chia dạng khác là gì nhỉ? Morae ruto i đúng không? Hay là gì nhỉ? Hay là morae tarai nhá. Đuôi là noni. Và cái này cũng có thể xảy ra trong tương lai đấy. Atarashi gakko dewa tomodachi takusan dekiru to iina. Mong là trường mới sẽ có nhiều bạn bè. Tương tự cái này cũng giống như trên. À vậy thì ở đây chúng ta thấy đa số dùng động từ đúng không? Ít có cái nào dùng, chưa có cái nào dùng tính từ trong ví dụ mấy. Vậy bây giờ thử lấy ví dụ với tính từ nhá. Gì nhỉ? Mong là ngày mai trời 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 mát chẳng hạn, đúng không? Ashita mát là gì? Suzushi đúng không nhỉ? Đấy, suzushi các bạn có thể chia nhiều cách. Ví dụ các bạn chia dưới dạng là tô này thì sẽ là gì nhỉ? Suzushi toi na, hay cho thêm từ na này, hay là gì nhỉ? Các bạn chia dưới dạng bà sẽ là gì nhỉ? Suzushi kerebai đúng không? Na này. Và gì nhỉ? Suzushi katara ina đúng không?
Đấy, tính từ đuôi y nhá. Bây giờ lấy thêm tính từ đuôi na nhá, được chưa? Tính từ đuôi na. À, thể thể động từ dạng khẳng định thì có cả ba ví dụ với lại tôi y, bà y và ta đã y rồi. Động từ thể nai cũng có rồi đúng không? Đây các bạn thấy này, furanai tôi y này, furana kreba y này, furana katara y này có rồi. Tính từ đuôi y có rồi. Vậy bây giờ lấy thêm một trường hợp là tính từ đuôi na nhé. Danh từ thì tương tự như tính từ đuôi na thôi. Ví dụ, mong là ngày mai anh Yamada rảnh đúng không? Yamada-san ga đúng nhỉ? Ashita hima, hima là rảnh đúng nhỉ? Dato ina được chưa? Các bạn thấy tính từ đuôi na chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ là thể Futsuke ở dạng hiện tại sẽ là có đà đúng không? Vậy thì câu của chúng ta sẽ là Yamada-san ga ashita hima dato ina hoặc là gì nhỉ? Hoặc là dạng trong trường này người ta lại không, người ta lại ít chia dạng narai nhá. Đấy các bạn thấy này. Đối với dạng thể điều kiện ấy thì nó sẽ là gì đây? Nó sẽ là có động từ và tính từ đuôi y và danh từ thôi, ở dạng phủ định như thế. Chứ còn ở gì đây? Chứ còn ở cái dạng tính từ đuôi na ấy, người ta lại không chia dạng narai. Thì chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta nên chia theo sách, chúng ta không dùng như vậy. Chúng ta có thể chia dạng khác, đấy là gì nhỉ? Dạng tara đúng không? Hima. Hima đạt tara ina. Đấy, đấy là cái cách chia của chúng ta. Tiếp theo, với cách dùng B, cách dùng B nhá. Ví dụ bạn này bạn đang mang cam đến cho bạn người bạn của bạn ấy đúng như bạn nói là kore omiyage da yo. À đây là quà quà của tớ này. Và bạn nói là takusan aru kara juice ni suru to iyo. Là gì đây nhỉ? Vì rất là nhiều cho nên là gì nhỉ? Cậu làm nước ép được đấy. Đấy, thì trong trường này nó dùng để khuyên nhủ đối phương hoặc là à các bạn nữ hay là kêu là sợ béo đúng không? Vậy thì mình sẽ khuyên bạn ấy là gì nhỉ? Futori, futori takunai nara gohan wo tabenakereba ii. Mizu dake nomeba iyo. Là gì nhỉ? Nếu mà sợ béo ấy, nếu mà không muốn béo ấy thì đừng nên ăn cơm. Chỉ cần uống nước là được đúng nhỉ? Chỉ cần uống nước là được rồi. Đấy. Thì trong trường này nó không phải là giá như mong là như cái phần trước nữa mà là gì nhỉ? Mà là câu khuyên nhủ đối phương làm điều gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ý nghĩa và cách chia nhá. Ý nghĩa này có nghĩa là làm cái điều đấy được đấy, đúng nhỉ? Hoặc là nên làm cái điều đấy. Đối với dạng khẳng định, còn dạng phủ định sẽ là không nên làm cái điều đấy. Về cách chia, chúng ta sẽ có verb cộng với tôi. Verb cộng với tôi có nghĩa là nên làm V. V bà hoặc là V nakere bà cộng với y có nghĩa là nên hay là không nên làm V, và V tara cộng với y là cũng là nên làm V. Như vậy các bạn thấy rằng phủ định ấy chỉ đi với ở dạng gì? Dạng nakere bà y, chúng ta không có V nai tôi y, không có V nakatara y nhá. Chỉ có V nakere bà y là khuyên là không nên làm gì thôi. Đấy, còn lại là gì nhỉ? V nai tôi y, V nakatara y sẽ không được xếp trong cái trường hợp là khuyên nhủ như thế này. Các bạn lưu ý cái điều đấy nhá. Và nó chỉ có động từ thôi bởi vì là đây là câu khuyên làm gì mà, do vậy không thể xuất hiện ai hay là ana được. Động từ này cũng sẽ phải là các động từ mang tính chất ý chí, được chưa? Cách sử dụng này, đây là cách nói dùng để khuyên hoặc đề nghị đối phương điều gì. Dùng để khuyên này hoặc là đề nghị đối phương điều gì. Trong ba dạng trên ấy thì tôi là được dùng nhiều nhất. Bài cứng hơn, được dùng trong các hoàn cảnh trang trọng, chẳng hạn như nói với đối phương mà mình chưa quen, chưa thân, hơi xa lạ một chút, đúng nhỉ? Và đuôi thông thường sẽ có từ yo, đuôi sẽ có từ yo. Đấy. Nó chính là tạo nên cái trạng thái là làm cái đấy được đấy nhá. Đấy là cái cách sử dụng của chúng ta. Ví dụ này, câu đầu tiên. Yo nara kono kusuri o jizen ni nomu toi là gì nhỉ? Đây là cái động từ yo có nghĩa là say. Nếu mà say, nếu mà sợ say thì uống cái thuốc này trước được đấy. Đây là cái từ sự và chữ tiền đọc là jizen. Jizen ni giống như là mai ni nhá, trước. Nếu mà say ấy, nếu mà sợ say thì uống cái thuốc này trước được đấy, khuyên đúng không? Câu 2 này. Tabako yametai nara
Ga mu to i desio. Đây là ka. Kamu kamimasu là nhai. Nếu mà muốn bỏ thuốc lá ấy, thì nhai kẹo cao su được đấy. Benkyou ni tsukare tara chocolate to taberu to ii desu yo là gì nhỉ? Nếu mà mệt mỏi với việc học tập ấy thì nên ăn chút sô cô la đúng không nhỉ? Sẽ sảng khoái, sẽ tập trung tốt hơn. Okane ga nai nara asobi ni ikanakereba in desu. Đúng nhỉ? Là nếu không có tiền ấy thì đừng nên đi chơi. Đấy là cái phần mẫu câu B của chúng ta. À vậy thì chúng ta sẽ hơi hơi sợ là khó phân biệt giữa cái A với cái B đúng không? Thực ra rất là đơn giản thôi nhá. Nếu như cái A ấy, nó có thể mở rộng với nhiều thứ, ví dụ như là có thể đi với lại gì nhỉ? Có thể đi với lại tính từ, có thể đi với danh từ thể hiện điều ước, thì cái B chỉ đi với động từ thôi. Đấy, vậy thì bây giờ nếu là động cùng là động từ thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chẳng hạn viết hai câu sau nhá. Câu này này. Sono kai đúng nhỉ? Sono club ni new kai dekiru toi và sono club ni new kai suru toi. Thực ra rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhìn cái hình thái của động từ đằng trước là các bạn biết được cái nào là mang sắc thái gì nhỉ? Cái nào là mang sắc thái cái nào là mang sắc thái A có nghĩa là điều ước, cái nào là mang sắc thái B là khuyên nhủ, thì các bạn thấy ở đây là gì đấy? Nikai suru, chữ Nikai là chữ nhập, chữ hội, chữ là vào hội hội này này, đấy. À vào được cái câu lạc bộ này, vào được cái hội này ấy, được dùng dưới dạng gì đấy? Như cái sư là dạng có ý chí, do vậy nó chính là cái cách dùng B. Vậy thì câu này sẽ dịch là cậu nên, đây là khuyên đối phương đúng không nhỉ? Cậu vào cái hội đấy được đấy, cậu nên nhập hội đấy đi. Đấy, cậu nên gia nhập cái câu lạc bộ đấy đi. Còn cái này là gì ạ? Như cái đê kỳ là dạng không có tính ý chí, đúng không? Dạng khả năng thì nó lại mang nghĩa là cái dạng gì nhỉ? Cái dạng mà thể hiện điều ước, mong là mình có thể vào được cái hội đó. Đấy, thì chúng ta sẽ dựa vào động từ đằng trước xem là dạng ý chí hay không ý chí để phân biệt nó là gì nhỉ? Nó là cái nghĩa A hay nghĩa B nhá. Đấy là cái bài số 9 của chúng ta. Nghĩ là ngắn nhưng mà cũng khá là dài, đúng nha, video cũng gần 40 phút. Các bạn có xem kỹ để có thể vận dụng được kiến thức để làm bài tập nhé. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.